Xin kính chào quý vị trở lại với chương trình hội luận trong tuần. Chúng tôi đang nói về bầu cử Hoa Kỳ và cụ thể là bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Thì trước phần thông tin thương mại của đài, anh Hiển có nêu lên vấn đề là một số tiểu bang có dân số thấp nhưng lại có ảnh hưởng vượt trội trong trong bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thì tức là bởi lý do là tại sao vậy anh Hiển? Lý do là hồi xưa hiến pháp là họ muốn tại vì khi mà lập ra hiến pháp chỉ có 13 tiểu bang của mình, xong rồi sau này thêm nữa thì để dụ dỗ những cái tiểu bang vào theo hiến pháp Hoa Kỳ để chống lại nước Anh á, thì họ nói rằng bây giờ mỗi một tiểu bang có cái lời nói, the voice, phải giống như công bằng bình đẳng với nhau. Thành ra là mặc dù dân số cao hay thấp chăng nữa thì mỗi tiểu bang có cái sức mạnh lớn, thì mới cái luật với lại hiến pháp là ưu đãi cái chuyện đó. Thành ra khi nào ví dụ như quý vị thấy mà đi bầu cử thượng nghị sĩ chẳng hạn, là tiểu bang lớn nhỏ chăng nữa mỗi người cũng được 2 thượng nghị sĩ, chỉ có bầu cử quốc hội hạ nghị sĩ hạ nhân viên nhân biểu thì lúc đó mới thay đổi theo tình hình của số lượng về dân số thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tổng thống, là như anh Hạo Nhiên trong hai phần trước có giải thích rõ ràng là mình bầu cử là không phải bầu cử trực tiếp cho tổng thống mà bầu cử gián tiếp cho cái người đại diện cho mình để ra rồi đồng ý bỏ phiếu cho cái người tổng thống mà mình dân số đồng ý đặt vào bầu cử. Nhưng mà như vậy á, thành ra tình hình hồi xưa thì là mỗi một tiểu bang có dân số bao nhiêu không có đi lại, tại vì cái thời gian cái vấn đề mà truyền thông không hay là cái vấn đề mà đi lại transportation còn khó đi. Nhưng mà bây giờ 250 năm sau rồi, đi di cư từ tiểu bang này qua tiểu bang khác dễ dàng. Thành ra có những tiểu bang dân số rất thấp giống như Ohio, là người ta liên tục là người ta đi ra dọn nhà đi chỗ khác không à. Có những tiểu bang dân số rất nhỏ, nhưng mà là cứ mỗi lần quý vị thấy là cứ mỗi lần đi bầu cử tổng thống hoặc cứ 4 năm một lần đó, là những cái ứng cử viên bao giờ cũng chạy qua những tiểu bang nhỏ, xài tiền quảng cáo hoặc là đi để dụ dỗ xin những cái đại cử tri, tức là cái elector để mà bầu cho mình để lấy cái số phiếu được trên 270. Thành ra là cái dân số ở bên Cali chẳng hạn, những cái người bầu cử như mình ở Cali nói là tại sao không có ai qua đây mà dụ dỗ mình xin mình đi bầu, mà cứ qua bên kia những cái tiểu bang khỉ ho cò gáy, trong khi đó cái nền kinh tế những tiểu bang nó chưa chắc đã mạnh bằng cái kinh tế của Cali chẳng hạn, của mình bên này đóng thuế muốn chết luôn, mà trong khi đó là bên kia họ có vài trăm ngàn hay là triệu chẳng hạn. Thì cái số phiếu, cái sức mạnh của cái lá phiếu của họ là cao hơn cái sức mạnh lá phiếu. Mà cái này mình cũng có thể nói chuyện về vấn đề thuế má này, cái đó là một cái đề tài khác nữa. Ý em nói là cái luật như vậy á, hồi xưa thì có thể có ý có lý, nhưng mà bây giờ càng sau này người ta mới nói là như vậy là không có lý. Nhưng mà dĩ nhiên cái tiểu bang, những cái tiểu bang đó thì rất thích, tại vì quan trọng như Iowa, tiểu bang nhỏ nhưng mà có thay đổi được. Thành ra là họ bảo là phải để công bằng, tại vì chứ còn không nếu mà bị đàn áp quá. Nhưng mà cái tình hình thật sự về trên thực tế, về cái vấn đề kinh tế, càng lúc này á, là người ta càng, nếu mà tiểu bang nào có khả năng kinh tế lớn thì người ta sẽ ở lại ta làm việc, còn không người ta dọn ra chỗ khác. Thì nó phải thay cái luật, nó phải thể hiện cái tình hình đó, đúng không anh, hay là anh nghĩ khác? Thì người ta càng dọn đi chỗ khác ấy, thì cái tiểu bang nhỏ là càng nhỏ mà lại không mất phiếu nào hết trơn á. Tại vì trong thượng viện á, là một nhỏ cách mấy cũng có 2 người. Đừng nói chi xa tổng thống Biden chẳng hạn, là thượng nghị sĩ của Delaware, tiểu bang Delaware có chút xíu mà cũng có 2 thượng nghị sĩ. Hạ viện á, là nhỏ cách mấy cũng được tối thiểu 1 người. Thành ra có những tiểu bang như là Wyoming, Montana này nọ ấy, những tiểu bang nó có mấy trăm ngàn dân à, thì cũng được 2 thượng nghị sĩ, một dân biểu hạ viện. Trong khi đó ở Cali chẳng hạn là mấy chục triệu dân cũng 2 thượng nghị sĩ. Mà tính ra thì là mỗi dân biểu ở Cali là 1 chấm mấy triệu dân. Ở đây 1 triệu dân, hơn 1 triệu dân mới được 1 dân biểu. Ở bên mấy tiểu bang đó có mấy trăm ngàn người có 1 dân biểu rồi. Mà mỗi ghế dân biểu và mỗi ghế thượng nghị viện tương đương thì được
mỗi tiểu bang mà có bao nhiêu ghế thượng viện với bao nhiêu ghế hạ viện thì tiểu bang đó sẽ được chừng nấy người đại cử tri, chừng nấy người elector. Cho nên những cái tiểu bang lắt nhắt mà không có bao nhiêu người, có mấy trăm ngàn người. Mấy trăm ngàn người á, tức là tương đương với có mỗi một thành phố Garden Grove của mình à. Mà bây giờ tưởng tượng một thành phố Garden Grove mà có hai thượng nghị sĩ và một dân biểu liên bang, có phải ghê gớm không? Thành ra có những tiểu bang họ như vậy đấy. Cho nên cái đó nó mất cân bằng, nhưng mà cái vấn đề là muốn cân bằng nó lại thì lại phải có tu chính hiến pháp. Muốn tu chính hiến pháp thì được thì phải có tối thiểu là như 2/3 các tiểu bang xác nhận. Mà nếu mà cần 2/3 các tiểu bang thì là phải có những cái tiểu bang lắt nhất, mà mấy tiểu bang lắt nhất đó thì họ chứ không đời nào mà lại họ đang có một cái vị trí rất là hời. Họ không có dại gì mà lại đồng ý với một cái tu chính như vậy trong hiến pháp. Cho nên cái chuyện này là coi như là coi như sẽ không bao giờ xảy ra. Mà cái nền kinh tế mà nó càng ngày càng rút khỏi những cái tiểu bang như là Montana, Wyoming ấy. Ngày xưa thì là tất cả các nền kinh tế, các người dân người ta thường dọn đến những chỗ như California. Bây giờ thì người ta lại dọn ra khỏi California. Nhưng không ai dọn ra khỏi California để mà đi Montana hết trơn ấy. Người ta dọn ra khỏi California, người ta đi Arizona, người ta đi Texas, người ta đi Florida. Thành ra cái tiểu bang như là Montana, Wyoming là người dân cứ ra khỏi, cứ mất dân mà không bao giờ mất phiếu. Cái đó mới là cái hay, cái đó là cái lý do mà họ sẽ không bao giờ đồng ý với cái tu chính án nào của hiến pháp mà thay đổi cái lợi thế cái đó của họ hết trơn á. Thì đối với những người mà ở những cái nước mà không có bầu qua đại cử tri ấy, người ta thấy rất là kỳ, là tại vì mình muốn một trong những cái tiêu chuẩn về bầu cử ấy, là đa số phải thắng tiểu số, đúng không ạ? Nếu mà có trên, có nhiều phiếu hơn thì người đó phải thắng, cái người có nhiều phiếu hơn phải thắng chứ không phải là người ít phiếu hơn thắng. Nhưng mà trong quá khứ, thí dụ như là trường hợp ông Trump năm 2016, trường hợp ông Bush năm ông Bush con mà thắng Al Gore ấy, là năm 2000 92 là năm 92 năm 92 là có những cái trường hợp ấy, là người ít phiếu hơn trở thành tổng thống. Nhưng mà vậy thì có thật sự là dân chủ hay không? Mình cứ tự hào mình nói là dân chủ thì từ trước đến giờ 240 mấy năm là có thể thành công, mà từ lúc mà sau này càng lúc mà cái ý tưởng những cái là nhiều đa số đa số những người bầu cử đi chọn tổng thống, nhưng mà cuối cùng là cái bên kia lại thắng đó, như anh nêu thí dụ của ông Bush con thắng Al Gore, rồi ngay cả vấn đề mà lúc mà Trump thắng là lúc đó cũng thua Hillary. Hillary có nhiều cái số majority, đa số phiếu. Thì cái nói bảo là như vậy là nếu mà thật sự mà dân chủ là trên 51%, cuối cùng thật ra là không phải, vẫn là elitist, vẫn là chọn lựa. Thành ra cái đó thì tùy theo thế nào mình định nghĩa như thế nào là dân chủ. Có những người ta nói là nếu mà không có những cái hệ thống như vậy ấy, thì mấy cái tiểu bang lớn như là Texas, California, Florida, New York nó hè nhau lại nan hiếp mấy cái tiểu bang lắt nhắt còn lại sao? Thành ra thì thí dụ như là hồi nãy anh Hiển có nhắc tới cái thời mà mới lập quốc ấy, là có 13 tiểu bang thôi, thì em tiểu bang lớn nhất là Virginia, Washington nè, Adams nè, Jefferson nè, mấy tổng thống đầu tiên toàn dân Virginia hết. Thành ra nếu mà thời đó mà không có không có nhượng bộ như vậy á, chưa chắc gì mấy tiểu bang kia đã chịu theo với Virginia theo để nó ăn hiếp rồi, giỡn hoài. Nhưng mà bây giờ, ok, vậy bây giờ nói thêm câu hỏi nữa là tình hình bây giờ lại nhiều người là ta muốn tiểu bang quay trở lại có quyền hơn, đúng không? Bây giờ là dân biểu nào ra cũng nói là defer to state right. State right cái gì không? Vậy là cái tiểu bang giờ lại có quyền nhiều hơn nữa. Nhưng mà những cái tiểu bang nhỏ bao giờ cũng có nhiều quyền hơn những tiểu bang lớn à? Thường thường những người mà ta nói là muốn tiểu bang có nhiều quyền hơn, mấy thường thường mấy người đó đến từ mấy cái tiểu bang như vậy á.
Trước tiên hết là họ đến từ những cái tiểu bang nhỏ, thứ nhì là họ đến từ những tiểu bang mà cái người dân, cái cử tri đó đó đi ngược với cái người trong tòa Bạch Ốc. Thành ra thí dụ mà trong tòa Bạch Ốc là người Cộng hòa chẳng hạn, là mấy tiểu bang dân chủ bắt đầu là đòi có thêm quyền, rồi đến lúc mà tổng thống là dân chủ thì các tiểu bang Cộng hòa lại đòi thêm quyền. Cái chuyện đó nó là chuyện xưa như trái đất rồi đó. Tại vì để at the end of the day coi như cuối cùng thì ai cũng muốn cái quyền lợi về mình là cao hơn của người khác, cái đó là coi như là bản chất con người rồi. Thành ra tới đây chúng tôi xin được tạm dừng trong giây lát cho phần thông tin thương mại của đài.